Xin chào các bạn, hôm nay shop Devi Music sẽ giới thiệu một cây guitar rất là mới, cây guitar gỗ khoa của Phú Quốc. Các bạn thấy không, cái màu rất là đẹp đúng không? Đó, lưng và hông và mặt trước đều là gỗ khoa. Chúng ta dễ thấy cái sự đồng điệu của cái cây guitar đó, ba mặt nó giống nhau rất là đẹp về mặt thẩm mỹ. Đặc biệt dòng guitar này được bọc tuốt đó, các bạn thấy không, nó tăng cái độ thẩm mỹ cho cây guitar và bảo vệ từng đàn cũng như bảo vệ thùng đàn bọc tuốt xung quanh và cẩn luôn đó, xung quanh luôn bằng một lớp rất là đẹp ở đây và cẩn xung quanh cái lỗ thoát âm của guitar. Ngựa trên ngựa dưới đều làm bằng xương và dây là dây 4x2 tốt, khóa đúc ngoại nhập rất là bền. Và đây là một dòng guitar mới của shop. Và bây giờ mình sẽ review cái âm thanh cho các bạn nghe thử nó nhé. Âm thanh rất là vang đó, các bạn nghe ha, rất là vang đó, thanh thoát rất hay đó ha. Sao chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về, tình là có không khi nào tay cầm tay cửa là cũng sao, chờ mong ngày mai ai biết ra sao, người có đi xa tận phương trời nắng trong mưa yêu nhau, chờ một ngày yêu cũng là lời nói, chờ nhau một câu để từng ngày ta côi còn trong ngóc trai tình vui ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, để đêm nay người trôi anh nơi đây bằng thao thức. Yêu lắm thương lắm xa lắm đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi ai. Yêu lắm thương lắm xa lắm đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi ai. Na 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 đi da đi da na 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 đi da. Cây guitar gỗ khoa, các bạn có thể đến địa chỉ của trung tâm âm nhạc và nhạc cụ Levi Music, 285 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, cách công viên Phú Cường 150m, hoặc là 404 Lịch Vân Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, hoặc 414 đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngay ngã tư Lê Hồng Phong, hoặc là 87 Bích Cách Mạng Tháng 8, khu phố Đồng Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, hoặc chi nhánh Bến Cát phía sau trung tâm hội nghị Bến Cát, kế bên trường Phù Đổng, để tận mắt lựa chọn cho mình một cây guitar của khoa thật là ưng ý nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.